Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình đang có mặt tại con đường Phú Định thuộc phường 16 quận 8. Vị trí này anh chị đi lên khoảng tầm 100-200m anh chị là mình sẽ qua cây cầu Phú Định, cầu Lò Gốm để mình đi về trung tâm của quận 6 anh chị ha. Anh chị đi tới công viên và Metro Bình Phú chỉ có 1,5 cây thôi. Thì bữa nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà bán giá tốt anh chị. Trước nhà của mình á, là hẻm nó rộng lên tới 8m. Anh chị có thể là mình đậu xe hơi trước nhà hoặc là mình đưa thẳng vào nhà cũng được. Với mức giá bán á, cho một bất động sản tại quận 8, hẻm xe hơi lớn như vậy á, nhưng mà chỉ có 80 triệu trên mét vuông thôi. Và căn nhà này là của chị Thảo, chính chủ. Số điện thoại bên trên góc phải màn hình 0765 177 144. Không có qua trung gian, không có phí hoa hồng gì hết anh chị ha. Thì cái vị trí này á, xung quanh đây là nó có chợ Phú Định nè, trường cấp 123, Đại học Kinh tế, trong bán kính là 2 km. Anh chị rất là thuận lợi đi về đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Thì mình ra tới đại lộ Võ Văn Kiệt, anh chị có thể đi về quận nhất, hầm Thủ Thiêm, kết nối về các tỉnh miền Tây rất là tiện lợi luôn. Thì căn nhà này nó cũng khá là gần chợ anh chị. Đây con hẻm này là hẻm 122, lúc trước nó là hẻm 79 anh chị, bây giờ đổi thành 122 ha. Đi vô 122 Phú Định thì ngay đây là có một ngôi chợ, buổi sáng buôn bán cực kỳ là đông đúc luôn anh chị nha. Thì đường này là xe hơi xe tải cũng đi được nè, thông thoáng, buôn bán đầy đủ rau củ thịt cá. Anh chị thấy rất là thông thoáng luôn. Nhà này có hai hướng đi vào anh chị ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị đi đường này, rồi cuối clip mình sẽ đi đường Nguyễn Ngọc Cung anh chị, Nguyễn Ngọc Cung, để thông ra lại cầu Phú Định. Rồi tới vị trí này bắt đầu anh chị quẹo tay phải vào nha. Đây, nhà cực kỳ là thông thoáng ha, nhiều hướng vào. Anh chị thấy xe tải nè, vô tới đây nè, đậu một bên, nhưng mà cái đường này nó cũng còn rất là rộng nha. Khu vực là quy hoạch đất ở, mua bán sổ hồng riêng. Anh chị ở đây thì có thể là định cư lâu dài. Thay vì anh chị mua những cái căn nhà mà cái hẻm nó xe máy có khoảng tầm 2-3 mét, thì anh chị có thể tham khảo bất động sản này. Rồi, trước mắt của anh chị là con đường Nguyễn Ngọc Cung đó anh chị. Đó, cái hướng đó là con đường Nguyễn Ngọc Cung ha. Tương lai cái bờ kè đó cũng rất là đẹp luôn. Đối diện qua là đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì bây giờ mình sẽ hướng vào nhà. Đấy, nằm bên tay phải nè anh chị. Đó, quang cảnh nhìn lại ha. Bắt đầu bây giờ mình hướng vào nhà. Rồi cuối clip là mình sẽ đi đường Nguyễn Ngọc Cung, anh chị chịu khó tham khảo ha. Rồi mình đã tới rồi, vị trí của bất động sản cần bán nằm bên tay trái nè anh chị. Bây giờ mình xuống xe đây nha. Và đây là hướng mình mới vừa chạy vào từ chợ anh chị, chợ hẻm 79 Phú Định đi vô đây. Đó là khoảng tầm có 300m là tới thôi. Và hiện tại cái bề rộng hẻm này lên tới 8m. Anh chị có thể là mình đi xe hơi vô tới trước nhà được luôn nè anh chị. Hẻm khá là chỉnh trang ha, nhưng anh chị thấy nè, sạch đẹp, xung quanh hai bên đó là dân để những cái chậu cây đó anh chị. Đó, nhìn rất là mát luôn. Rồi thì vị trí này là quy hoạch đất ở, anh chị có thể thấy được hai bên dân cư xây những căn nhà cao tầng, giống như cái căn này nè anh chị, là người ta cũng mới xây gần đây nè anh chị thấy ha. Đó. Rồi căn nhà bán của mình hôm nay là nằm sát bên thôi, cũng gần sát bên thôi. Đây, địa chỉ là 39/23A Nguyễn Ngọc Cung thuộc phường 16 quận 8. Đây, căn này nè anh chị. Đó. Kết cấu nó là một trệt một lầu. Hướng nhà là đông nam, bề ngang 4m, chiều dài 14m, với hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Và hiện tại mức giá bán cực kỳ tốt luôn anh chị ha. Đối với những căn nhà quận 8 mà hẻm rộng như thế này nè anh chị. Đó, cái này là xe hơi hai chiếc tránh nhau được luôn nha. Đó, mà giá bán mình tính theo mét vuông á, chỉ có 80 triệu trên mét vuông thôi. Vừa nhà vừa đất. À, quy hoạch đất ở, anh chị hiện tại bây giờ á, là mình có thể là dọn đồ vô ở luôn. Nhà thì mình thấy hiện tại á, là vẫn còn cứng chắc nha. À, rồi tương lai khi nào mà anh chị muốn thì mình có thể là mình xin giấy phép xây dựng mới lại. À, thì vị trí này tới đây nó là cục của anh chị. Ở đây nó có một cái con kênh. Và cái con kênh này là nó cũng sạch đẹp nha. Để mình quay sơ cho anh chị xem. Đây, chị thấy cái con kênh này cũng sạch đẹp. Và bên dưới nó cũng có cá đó anh chị. Đó, bên dưới có cá nha.
Rồi ok, khá là rộng rãi anh chị ha, thoáng mát. Thì tương lai á, là nó cũng sẽ làm một cái bờ kè, lúc đó nhà này á, là nó sẽ ra cái mặt tiền giống như là bên bờ kè Hoàng Sa đó anh chị, hoặc là bờ kè Lò Gốm đó. À, tương lai thì những cái kênh này chỗ nào nó cũng sẽ là bờ kè hết anh chị ha. À, nhà mốt là mặt tiền view kênh, thì lúc đó nó quy hoạch cái đường này á, là lộ giới 12m, nhưng mà nó không phạm vào nhà mình anh chị ha. À, anh chị thấy cái căn nhà cái bên mình xây là anh chị biết rồi đó, nó không phạm vào nhà mình, cái lộ giới nó lấy về bên tay trái anh chị. À, thông tin rất là rõ ràng luôn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến vào bên trong ha. À, nhà là hai lớp cửa, cửa sắt kéo với cửa sắt kính. À, bên trên thì cái ban công mình đưa ra khoảng tầm thêm là 1m mấy nữa anh chị. À, view phía trước nhà mình nè, rộng rãi thoáng mát ha. À, anh chị có thể để xe phía trước nhà thoải mái luôn, hoặc là anh chị có xe hơi á mình đậu trước nhà cũng được nữa. À, khu vực bên dưới tầng trệt nhà có thể nói là vuông vắn anh chị, phía trước phía sau đều là 4m hết nha, chiều dài là 14m, thì tổng diện tích đất là 56m2. À, tầng trệt thì nó cao khoảng tầm 3m anh chị. À, bây giờ mình đang đi vô bên trong ha. À, nhìn lại sơ một chút xíu phía trước đây ha, khu vực phòng khách rộng rãi vô cùng luôn, nhà dài tới 10 mấy mét nữa mà. Sau đó mình bước vô là khu vực cầu thang. À, đi lên tầng 2 rồi bước vô trong nữa, ở đây mình có thể là mình để đồ, hiện tại là gia chủ đang ở đó anh chị, đồ hơi nhiều ha. Rồi bên dưới tầng trệt là có nhà vệ sinh luôn nè. Đó. Rồi sau đó là khu vực của bếp, đồ quá trời luôn. Còn cái này anh chị về á, mình dọn lại mình tút lại anh chị. Đó, là nhìn nó sáng đẹp long lanh luôn. Rồi thì anh chị thấy hiện tại cái vị trí tới cái cửa hậu này nè anh chị là 14 mét rồi đó, nhưng mà trên sổ mình á thì nó còn thêm 1m3 phía sau nữa, thì cái này á, lúc trước nó là cái cửa thoát hiểm anh chị, thông hành đi dịch đó. Đó thì hiện tại mình quay sơ cho anh chị xem ha, này chủ yếu là nhà này mình để đồ luôn, còn cái căn nhà này hàng xóm á, đối diện qua đường Nguyễn Công Cung á anh chị, thì người ta không có đi cái cửa này, ta cũng không xài gì hết. Đó. Thì mình tính theo cái diện tích công nhận trên sổ là 14 mét là tới đây nè anh chị, tới cái cửa hậu này thôi ha. Còn cái khoảng đó là khoảng sân chung, đó, có thể nói là khoảng sân chung. Rồi bắt đầu mình tiến lên phía trước ha. Số điện thoại liên hệ của chị Thảo là bên trên góc phải màn hình đó anh chị, 0765 177 144 ha. Đó, với một mức giá tính ra là 80 triệu trên mét vuông thì cũng khá là tốt anh chị. À, giá giống như là bán đất thôi, còn nhà là tặng cho anh chị luôn nha. Anh chị nào cảm thấy ưng ý thì mình có thể gọi ngay cho chị Thảo ha. Giá tổng là 4,5 tỷ đó anh chị. Nay được chủ giảm sâu chỉ còn 3,8 tỷ bớt lọc. Rồi khu vực bên trên tầng 2 có một nhà vệ sinh và hai căn phòng ngủ. À, như mình nói là hiện tại đồ đạt trong nhà này cũng khá là nhiều anh chị, chứ còn đúng ra nếu mà anh chị mua qua giới đầu tư á, là người ta sẽ sửa lại hết, người ta dọn đi hết, người ta thêm giường bàn tủ vô á, là anh chị nhìn nó đẹp lung linh luôn ha. Với một cái diện tích vuông vắn ngang 4 dài 14 anh chị, thì thiết kế đồ nội thất rất là dễ, nhưng mà lúc đó anh chị mua lại thì cái giá nó đã cao rồi, nó chênh lệch rồi anh chị. À, còn bây giờ mình mua là ngay chủ luôn nè, chị Thảo là ở lâu năm rồi. À, thành ra anh chị mua là được giá tốt ha. Quan trọng vẫn là cái miếng đất này nó vuông vắn ở sổ hồng riêng, và hiện tại á là quy hoạch đất ở nữa anh chị. À, đây là căn phòng ngủ hướng mặt tiền nha. À, phòng master tầng 2 như vậy là sẽ có hai phòng ngủ với lại một toilet ha. Rồi trên đây thì mình có cái ban công rất là rộng lớn, có cửa sắt kính rồi có rèm này nọ đầy đủ. Đó, anh chị thấy bên trên đây rất là thông thoáng. Ở đây mình có thể là mình trồng cây kiểng, hoặc là anh chị để bàn đá mình lên đây mình BBQ á anh chị, mình nướng đồ ăn. À, quang cảnh xung quanh thì cái này hiện tại nó là hẻm cục rồi nên cũng khá là an ninh anh chị, người ngoài cũng không có vào ha. Thì anh chị có thể là mình đi xe hơi nè, mình đậu trước nhà mình được, không có sợ làm phiền tới ai hết. À, còn tương lai nếu mà nó làm cái bờ kè đó thì lúc đó là nó sẽ thông nha, thì giá trị của căn nhà này nó sẽ còn tăng cao nữa. À, anh chị nhìn xuống lại
cái bề rộng hẻm 8m hiện trạng ha. Bên trái là những căn nhà người ta cũng xây cao tầng như anh chị thấy nè. Đó. Rồi bên kế bên nhà mình căn này cũng vậy luôn, mình thấy xây lên tới 4-5 lầu gì đó. Đó. Rất là ok, thông tin pháp lý thì nó rõ ràng. Và đây là sổ hồng riêng của nhà, mời anh chị xem qua. Sổ hồng riêng có địa chỉ tại 39/23A đường Nguyễn Ngọc Cung thuộc phường 16 quận 8. Với diện tích đất công nhận trên sổ là 56m², đất ở đô thị, sử dụng riêng lâu dài. Tổng diện tích sàn là 117,6m², sàn bê tông cốt thép. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng đông nam, phía trước 4m, phía sau cũng 4m, tổng chiều dài là 14m. Phía sau nhà có khoảng sân 1m3 làm lối thoát hiểm. Nhà kết cấu là một trệt một lầu, hẻm trước nhà thì rộng 8m và tương lai quy hoạch ra 12m. Thì cái sổ này nó là sổ cũ rồi anh chị. Lúc trước thì nó có cái phần lộ giới, nhưng hiện tại khi mà anh chị đi đổi sổ mới hoặc là mình mua bán ra sổ mới á, là cái sơ đồ của nó sẽ y chang nhà kế bên. Đây là sổ của căn nhà bên phải, thì anh chị thấy á, là ganh lộ giới nó đã bỏ hoàn toàn luôn rồi ha. Miếng đất kế bên thì nó cũng y chang miếng đất của mình luôn, là ngang 4 dài 14 nè. Đó là lý do căn nhà bên tay trái mình á, người ta xây mới lên 4 tấm anh chị, và nó hoàn toàn không có thụt vô, nên anh chị không lo về vấn đề lộ giới nha. Với những thông tin minh bạch như vậy á, thì giá bán của căn nhà này là 80 triệu trên mét vuông, giá tổng là 4,5 tỷ có thương lượng anh chị ha. Nay được chủ giảm sâu chỉ còn 3,8 tỷ bớt lọc. Nhà vẫn còn khá là kiên cố chắc chắn, mình dọn đồ vô là ở liền, phù hợp cho một gia đình trẻ. Hai vợ chồng hai con ở căn nhà này là ok ha. Dọn dẹp gọn gàng lại, thêm đồ nội thất mới đẹp vô là nhìn lung linh luôn. Ở khi nào anh chị muốn thì mình sẽ xây dựng mới lại nha anh chị. Xin giấy phép xây dựng mới lại bất kỳ lúc nào cũng được ha. Liên hệ 0765177144, gặp chị Thảo là chính chủ, không có trung gian, không có phí hoa hồng gì hết. Cầu thang nhà này cũng rộng lắm anh chị. Cầu thang này bề ngang hơn 1m luôn, đi lại thoải mái nha. Đi phù hợp cho người lớn tuổi đi lên đi xuống á. Chị thấy cái khoảng này nè, nếu mà mình chỗ cái giếng trời ở đây ra là tuyệt vời luôn ha. Cầu thang quá rộng luôn mà, nó sẽ thông thoáng vô cùng luôn. Đó. Có cái khoảng thông hành đi dịch phía sau nữa anh chị ha. Đó. Mình quay sơ lại cho anh chị nhìn. Đó. Nhà thì nó không có qua đầu tư, giá tốt thì đồ đạc nó sẽ như thế này thôi. Đó. Về chỉnh sửa lại, dọn gọn gàng lại là nhìn đẹp cực kỳ. Giá này thì nó cũng phù hợp cho quý anh chị mua đầu tư luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng. Anh chị đi theo mình, đi ra đường Nguyễn Ngọc Cung nha. Mời anh chị nhìn lại mặt dựng của căn nhà đang cần bán hôm nay ha. Rồi phía trước mình thấy có mấy cái bàn đá đó, ngồi chiêu chiêu, đối diện qua là có những chậu cây. Vị trí thì cực kỳ là thông thoáng luôn. Anh chị quan sát ha. Căn nhà này nó cũng mới xây thôi, 4 lầu anh chị. Thì bây giờ mình sẽ xuất phát đi ra đây, thì cái hướng ban đầu clip mình quay tay trái anh chị là ra chợ á, thì bây giờ mình sẽ ôm tay phải ra đường Nguyễn Ngọc Cung nha. Quan trọng nhất cái vị trí này á, là nó thông thoáng anh chị. Đi lại rất là thông thoáng luôn. Ra đây là có quán cà phê nè, bên kia là đại lộ Võ Văn Kiệt á anh chị. Xe cộ chạy đông nghẹt luôn ha. Để mình zoom vào cho anh chị xem. Nhà này kết nối ra đại lộ Võ Văn Kiệt á, thì anh chị có thể đi về miền Tây, đi về quận Nhất, đi về Hầm Thú Thiêm rất là tiện lợi. Và đây chính là mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Cung nè anh chị. Nhà này có hai hướng vào, ba hướng vào luôn. Anh chị có thể đi đường An Dương Vương, rồi đi đường Hoàng Ngân, ra Phú Định tới nhà cũng được. Hoặc là anh chị đi hướng đường Nguyễn Ngọc Cung này, hoặc là anh chị đi hẻm 122 Phú Định vô. Rất là nhiều ngõ vào anh chị nha. Mà giá bán thì ok, vừa nhà vừa đất mà giá cực kỳ tốt anh chị nha. Diện tích nhà thì đẹp, vuông vức 4x14, một diện tích khá là đẹp. Có thể là xây làm công ty, làm kho xưởng gì đó, thì xe hơi, xe tải nè, có thể là tới tận nơi lấy hàng. Rồi mình chạy ra thêm một chút xíu nữa là sẽ tới mặt tiền đường Phú Định nha.
Thì thông thường á là anh chị sẽ đi cái hẻm 122 đi vào nhà mình, thì nó tiện lợi là mình đi chợ lượt luôn anh chị. Đi chợ búa mua sắm đồ gì đó xong là vô tới nhà mình ha. Đó, đây là mặt tiền đường Phú Định nè. Bây giờ mình ôm tay trái qua cây cầu để đi về trung tâm của quận 6 ha, đi về Metro, công viên Bình Phú. À, và đây là đại lộ Võ Văn Kiệt ha, cầu Lò Gốm. À, bây giờ anh chị ôm tay trái này nè, đi thẳng chút xíu nữa là tới công viên, rồi Metro Bình Phú kết nối vô các tiện ích trung tâm. Còn bờ kè Phú Định bây giờ đã làm rất là sạch đẹp rồi anh chị ha, không lo về cái vấn đề chiều cường gì nữa hết. Anh chị thấy bất động sản này phù hợp ra sao, xin hãy để lại bình luận bên dưới ha. Nếu mà anh chị thấy những thông tin rõ ràng chi tiết, mua bán ngay chủ, tiết kiệm thời gian cho bên mua bên bán, thì hãy nhấn like đăng ký kênh để sau này những bất động sản mà kênh Navala đăng lên á thì sẽ thông báo anh chị có thể mình vào xem, hoặc là mình gửi cho bạn bè xem để mình tìm mua nhà chính chủ với một mức giá tốt, không có qua trung gian, không có phức tạp gì hết anh chị ha. Xem chi tiết rồi mới gọi cho chủ, như vậy á là tiết kiệm được thời gian cho cả hai bên. Những thông tin thật, không có dắt đi tùm lum. Và anh chị có thể thấy đây ha, bên tay trái mình là con đường số 26, và ở đây á bên phải là nguyên một cái công viên rất là lớn anh chị, có thể là mình ra đây mình tập thể dục. Rất là gần nhà mình nha. Rồi bây giờ mình đi hướng đường số 26 này, đi tới mặt trước của công viên Bình Phú. Công viên Bình Phú là nằm bên tay phải mình nè anh chị, công viên này lớn cực kỳ luôn nha. Rồi anh chị có thể là mình đi Metro để mình mua sắm, đi vô Eon Tân Phú nè, đi vô bến xe miền Tây. Vị trí thì kết nối khá là thuận tiện, căn nhà có khá là nhiều ưu điểm đó anh chị, sổ hồng riêng và miếng đất vuông vắn 4x14. Tương lai anh chị có thể xây dựng giống như hàng xóm vậy đó, một trệt 4 lầu làm căn hộ dịch vụ cũng được, hoặc là làm xưởng nhà ở cũng ok luôn, chiều dài lên tới 14 mét lận mà. Và đây là cái con đường Bình Phú nè anh chị, trục đường ăn chơi đầy đủ, ngân hàng rồi những quán ăn này nọ ha. Bên phải mình là siêu thị Metro anh chị, rất là lớn. Siêu thị này thì đa phần là người ta mua số lượng lớn đi xe hơi tới đây. Rồi kế bên siêu thị là công viên tập thể dục thể thao, rất là hay tổ chức những chương trình thi đấu anh chị ha. Còn bên trái là đầy đủ hàng quán nè, buffet kichi này nọ. Công viên Bình Phú cực kỳ là rộng lớn luôn. Ok ha, thông tin rõ ràng đầy đủ. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ với lại chị Thảo chính chủ qua số 0765177144 nha. Xin cảm ơn anh chị mình đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.